Chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Heo muối xông khói cuộn cá hồi áp chảo sốt mè rang, giò heo hầm riềng xả, cá chẽm kiểu Thái. Chấm vào cái nước này, nó vừa thơm mùi riềng xả và có cả mắm tôm ở trong đó. Nó tạo nên một hương vị rất là đặc biệt. Cái vị lá chanh đó, nó không có bị hăng như thường thường em ăn những cái súp của Thái nha. Nó thanh thoải thôi chứ không phải là kiểu mà nặng. Rồi cái nước sốt rất là ngon anh. Đón xem Món Ngon Cuối Tuần vào lúc 11:50 các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.